Chào mừng bạn đã đến với kênh Cuộc Sống An Lành của chúng tôi. Khi bạn xem và chia sẻ các video của chúng tôi đến mọi người là bạn đã làm những điều tốt lành. Việc làm này của bạn đã góp một phần vô cùng quan trọng cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn bạn. Hiện tại hai lớp chín, chín cái một và chín cái hai đang dẫn đầu.
Các em chúng ta cố gắng đi. Các em chúng ta cố gắng đi. Nếu có một lớp thì mày hết chín hai thì chỉ một người ta được thắng cái bài rất khó khăn. Ở sân chơi thì dành cho khối lớp chín thì rồi thành tích rất là tốt này. Như vậy kết thúc ở lượt thi đấu cuộc chơi của em 63 chưa được điểm nào. Đến lớp 7 ở một, nữ 7 ở một. Một điểm đến 8 ở một, được một điểm. Chúc chiến dưỡng thành rất chắc chắn. Vào tù. Như vậy Lý Đơn được 2 điểm. Vậy vận viên Indigo của lớp 83 vị trí thứ nhất, EV 81 vị trí thứ nhì. Còn 3 lớp đạt 1 điểm từng vị trí thứ 3. Như vậy trò chơi người mù đá bóng đã kết thúc. Mời bây giờ các tài sinh các em tập trung về sang bên trái của ban tổ chức để tiếp tục tham gia trò chơi ngậm nước đổ chai. Cuộc thi nấu cơm ngoài trời. Trời sắp mưa thôi chứ có mưa đâu. Mày làm gì đâu mà rất là sôi động luôn. Chế độ 9-2 của thầy Hậu đang chế biến món gì mà ngon thế? À, chưa tiết lộ hả? Chưa tiết lộ. Hôm nay là 6-2 món gì đây? Ừ. Nhà bếp Quỳnh Anh rất là chuyên nghiệp luôn. Chào các đầu bếp 7A1. Thịt chả ngọt hấp dẫn quá nha. Món gì mà thầy thấy ngon thế? Cá suối à hay cá niêng? Quá là ngon luôn. Hình như là các bạn ấy đang tranh luận về cái kỹ thuật nấu cơm đấy.
823 phải không? 82. À, sao mùi thơm quá, thèm gì thầy thấy đói bụng. Các bạn ấy đang có một món thịt nướng rất là hấp dẫn luôn. Quá thơm luôn. Là các bạn ấy đang chờ đợi kết quả của ban giám khảo chấm xem là ai khéo tay nấu ngon nè. Bạn Phong có tin chắc là lớp mình được giải nhất không? Không. Vì sao mà lại không tin? Tại vì lớp em không giải nhất thì giải gì nữa. À, giải gì cũng được, cứ giải vui là được đúng không? Không. Vậy quý vị có thể là quan sát thấy toàn bộ khung cảnh của chương trình cắm trại của các em đội viên thiếu niên nhi đồng của trường trung học cơ sở Đồng Long năm học 2022-2023. Cuộc sống an lành cảm ơn các bạn đã xem và chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Cuộc sống an lành để nhận được nhiều giá trị trong cuộc sống bạn nhé. Chúc các bạn luôn an lành, hạnh phúc.